Xin chào, xin chào các bác quay trở lại video tiếp theo của bên cửa hàng bên em các bác ơi. Mấy hôm nay thì à, à, kho nhà em vừa mới về một lô súp, nói chung là toàn bộ là súp chất thôi. Cộng với đó là đợt này cũng có những cái con súp này hàng thanh lý cho các bác này. Những con súp rất đẹp và mới nhá. Con súp BM Đáp này thanh lý cho bác giá chỉ hơn triệu thôi rất là rẻ. Đấy hay là có những cái con súp mà của hãng Yamaha này, con súp này nó chỉ bác 25 rồi các bác nhá. Đấy nó bị một vài cái lỗi này cũng thành lý rẻ cho bác. Đấy, ok. và những con súp JB này hay là những con súp dò uh, CF 340 này, các bác nhớ theo dõi clip để săn hàng giá rẻ các bác nhá. Mở đầu video thì em đang có dòng súp của thằng Yamaha. Con súp này thì báo các bác luôn, đánh chạy thì nó vẫn kêu được đấy, nhưng mà thật ra là con này nó bị đây các bác này, nhìn là biết là nó bị hỏng mẹ cái cái gân này và cũng như màng rồi. Về các bác chắc phải thay gân thay màng rồi. Bên trong cái phần nhện của nó cũng, nó cũng bị hỏng rồi. Các bác phải thay nhá. Con này thì em còn một con thôi và con này thì đồ với mạch miếc của nó thì vẫn còn ok, ngon lành cành đào hết nó chỉ có vấn đề về cái kia thôi và mấy cái núm này volume này cái, cái đường 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 hai level input này nó cũng hỏng một này nhưng mà cái này nó thực ra các bác không quan trọng Chứ chúng ta sử dụng cái đường uh, line in này thôi là ok rồi các bác nhé đó và một con súp như này thì ngày hôm nay thì bác nào mà lấy em thanh lý rẻ cho bác giá chỉ 700 trăm đồng bác nào lấy thì em bán cho các bác nhá tiếp theo ở bên này thì uh, em đang có cái con súp của thằng uh, đáp này dòng súp của đáp rất là hay và đẹp con này thì uh, bát 30 các bác nhé ấy còn hai con này dọn trong kho thì còn hai con đẹp lắm mới em lau chùi rồi rất là xinh và một đôi này thì ngày hôm nay cũng thành lý giá rẻ cho bác luôn một cặp uh, loa quấy số này bác nào mà lấy nhá mỗi một con này bình thường các bác mua trên thị trường chắc nó rất là đắt tiền đấy nhưng con này nó phải tầm bốn năm triệu là chuyện bình thường luôn mà nhất là chất lượng còn mới và đẹp như thế này thì không thể nào có giá rẻ được đúng không ạ mà ngày hôm nay thì uh, còn hai con xả rẻ đó cho các bác với mức giá chỉ 1 triệu rưỡi một con thôi 1 triệu rưỡi một con mà bao ship tận nhà các bác nhé đấy phía mặt đằng sau đây mạch miếc các thứ của nó đây bm đáp các bác nhé dòng sản phẩm made in usa đấy các bác nhá, dòng này các bác chơi cứ yên tâm là chất lượng của nó cực kỳ là cao đầy đủ tăng giảm volume cắt tần đảo pha đầy đủ hết từ a đến z luôn đấy các bác nhé à, mà dòng này là bát 30 mươi 30 ba con này tiếng tiếng bát của nó cũng rất là dày sâu ấy âm thanh nghe rất là hay à, dành cho bác nào mà có điều kiện tài chính thấp và cũng như là nghe nhạc karaoke thì rất là hợp lý chơi trong diện tích không gian tầm 30 35 mét vuông đổ về thì rất là hợp lý luôn nhá 1 triệu 500.000 đồng một dòng sản phẩm này đấy và tất cả các cái đường gân ghiếc này của nó đều được Khâu tay toàn bộ đấy các bác Khâu tay toàn bộ luôn Rất là bền Dòng này dùng rất là hay 1 triệu trăm nghìn đồng Bao ship cho các bác nhá Và đặc biệt khi các bác mua Thì em vẫn Có sẽ đầy đủ tặng dây rắc Như thế này cho các bác Đấy để chúng ta uh, Cắm vào vang Hoặc là chúng ta cắm vào uh, Đẩy đúng không ạ Đấy rất là ok Đúng không các bác Đó uh, Tiếp theo bên này Thì em có dòng sản phẩm B3 này Super B3 này Về được 1, hai ba bốn 5 con 1, 2, 3, 4, 5 con Tổng 5 con Dòng súp B3 dòng 718 Ngày xưa thì có cái dòng 717 Nhưng mà dòng đấy thì bây giờ nó đã lỗi mốt rồi Và những cái dòng sản phẩm đó thì nó đã tương đối cổ rồi Thành ra là anh em bây giờ không chơi những dòng đó nữa Chúng ta đổ hết sang 718 rồi Mà những dòng súp 718 này đời nó cũng mới hơn Chất lượng âm thanh nó cũng hay hơn, tốt hơn và nó cũng sẽ tuyệt vời hơn về cái hình thức và chất lượng âm thanh đúng không ạ à, với đường nét thiết kế rất là gọn gàng và nhìn nó rất là khỏe khoắn như này thì à, chúng ta nó toát lên là cái chất của nó đúng không các bác và cộng với đó là các bác nhìn cái phần bát này bát của nó toàn bộ là gân cao su các bác nhé gân cao su và bên trong nó cũng toàn bộ được à, chỉ khâu đỏ khâu xung quanh luôn à, dòng này là dòng nón loa lõm quá nhá dòng loa lõm đó và cái đối với những dòng sản phẩm này thì các bác cứ hoàn toàn tự tin chơi không gian diện tích tầm 35 40 mét vuông đổ về rất là ok luôn mà giá thành cũng rất là phải chăng các bác nhá với một cục xúc b 3 như thế này hiện tại bên em đang để với mức giá nó chỉ một triệu chín trăm nghìn đồng thôi một triệu chín trăm nghìn đồng các bác nhá giá cực kỳ là hời cho tất cả bác luôn đấy ngày hôm nay thì lên cho bác những mẫu sản phẩm nó chỉ một vài triệu thôi rất là bình dân các bác nhé phía mặt đằng sau đây uh, tăng giảm volume này cắt tần đảo pha đầy đủ cho tất cả các bác này đó và chế độ line in này hai level input này đấy đường rắc uh, ba chân này hay lượt đường rắc hoa sen đầy đủ cho các bác luôn được chưa dòng sub b ba bảy một tám dòng b ba beta three đấy dòng này thì uh, dùng sản phẩm này thì chơi các bác dùng gia đình rất là hợp lý luôn thoải mái dùng các bác nhé ok b ba bảy một tám giá thành rất phải chăng 1 triệu, 900 000 đồng các bác chơi thì alo cho em. Vẫn tặng đầy đủ tất cả các bác là dây rắc như thế này, phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Đấy đầy đủ cho các bác nhá. Ok, tiếp theo bên này thì em có một dòng sản phẩm súp của JB, dòng sản phẩm giúp JBL Passion các bác nhá. Đối với những dòng súp JBL Passion thì em đã có rất rất là nhiều những cái video để lên giới thiệu hàng cho các bác rồi. Những cái dòng này thì các bác có thể nhìn thấy được ở trên cái cái uh, uh, bên trên mặt trên của súp thì nó sẽ đều có một cái Uh, một cái cọc để các bác có một cái lỗ cọc đây để các bác cắm cọc các cái dòng loa những dòng nó full đúng không ạ chúng ta để cắm cọc lên nó để lên đánh thì ví dụ những cái dòng sản phẩm này thường anh em sẽ chơi hai cục thì chúng ta sẽ để cọc lên nó sẽ gọn gàng nó đẹp hơn nhìn nó cũng chất đúng không các bác nhất là anh em để ngoài trời nó rất là hợp lý luôn đó, à, phía mặt đằng sau đây của nó đây các bác Đấy, em sẽ quay phía mặt đằng sau này cho các bác này Phía mặt đằng sau đây Các bác có thể nhìn thấy được Đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái logo tem mát của nó Dòng JBL Passion Made in USA Dòng uh, chuẩn chính hãng các bác nhá Dòng 3 xịn của nó luôn Made in USA Con này thì hàng xuất châu Âu Thành ra là nó sẽ sử dụng điện 220 Nó không giống như dòng... Uh, của Mỹ người ta sử dụng nó xuất sang Nhật hoặc là sử dụng của Mỹ luôn thì nó sẽ sử dụng điện 110 các bác nhá. Còn dòng này nó sẽ xuất châu Âu và toàn thế giới thành ra nó sẽ sử dụng là điện 220. Đó. Và đầy đủ các chế độ như là đảo pha này, cắt cốt này và tăng giảm volume đầy đủ hết có cả các chế độ line in hay là các chế độ câu dẫn line out đúng không ạ à, từ cái rắc này các bác hoàn toàn có thể chúng ta link sang một thiết bị khác một cục súp khác nữa nó rất là dễ dàng sử dụng cho các bác luôn được, được chưa ạ đó với một dòng súp ngon chất như của JBL như thế này các bác nhìn cái mặt đằng trước của nó cũng rất là cuốn luôn các bác nhé các bác nhìn cái mặt đằng trước của nó này toàn bộ gân của nó đều là gân cao su màng bát dường như các bác nhìn thấy được cái màng bát này giống như màng bát mạ carbon các bác rất là chất luôn à, và con này nó chống nước tuyệt đối các bác nhé chống nước tuyệt đối luôn các bác sử dụng Nhé. các bác tưới nước vào nó cũng không hề bị thấm nước luôn nó rất là bền đấy đối với dòng sản phẩm này và một cục súp trầm của JBL Passion này các bác hoàn toàn có thể chơi không gian tầm khoảng 45 đến 50 m đổ về mà chất âm của nó vẫn giữ vững được và chất âm của nó rất là hay tiếng bát dày sâu uy lực và đặc biệt hơn nữa cái giải trầm của đánh rất sâu nó xuống tầm 30 mươi Đấy tầm 3, 25 30 hẹp nó đánh rất là sâu và giải tầng của nó cũng rất là rộng, nó đánh lên được khoảng tầm cỡ tầm 300 hẹp các bác nhá. Đánh rất là rộng luôn. Vì thế nên là đây là một cục súp mà các bác rất là dễ dàng phối ghép và có thể hát karaoke và nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thành ngày hôm nay đang để cho bác với một cục súp trầm của JBL Passion như thế này. Hàng xịn chính hãng bên em đang giảm giá rất tốt cho bác chỉ còn là 3 triệu ba uh, 300 000 đồng một cục súp này thôi đang giảm giá thêm cho bác rất là sâu luôn. Anh em các bác nào đang có nhu cầu sắm một cục súp trầm JBL Passion hàng xịn như này bên em trong chương trình khuyến mãi rất tốt đầu tuần thì có thể giảm giá thêm đến cho bác là 3 triệu ba trăm nghìn đồng một cục giá rất bình dân và rất là hay luôn các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa thì phải liên hệ ngay nhá và tất cả những cục súp này khi bên em mua các bác mua đều được à, tặng các bác đều được tặng những cái dây rắc như thế này đấy những cái dây canon hàng xịn hàng chính hãng hàng chất như này để các bác à, sử dụng nó sẽ bền và sử dụng nó tín hiệu nó truyền tải tốt hơn các bác nhé ok và một cái dây này giá nó cũng quanh quanh hai trăm nghìn một dây rồi đó ok à, các bác nào sắm sửa dòng này thì sớm liên hệ ngay cho em ba triệu bốn trăm ngàn đồng à ba triệu ba trăm ngàn đồng các bác nhé và tiếp theo bên này các bác có thể nhìn là em hiện tại bây giờ còn hai cục súp của rcf dòng rcf các bác nhé à, dòng súp rcf Uh, bãi xịn GH15 dòng The CF của Italy uh, dòng sub bát 40 các bác nhá đây là dòng sub bát 40 các bác nhớ cho em dòng sub bát 40 hàng xịn chính hãng của Italy sub CF đó logo The CF khắc bên tay uh, Khác mỗi một bên mặt thùng đây và bên cạnh của nó sẽ là hai tay sách hai tay sách này đó dòng này là sub bát 40 gân của nó toàn bộ là gân uh, gân mút xốp các bác nhá dòng của châu âu thành ra nó hay sử dụng gân mút xốp rất là nhiều bởi vì là thường khí hậu bên đấy nó sẽ mát mẻ nó không nóng ẩm mưa nhiều như các nước ở đông nam á hoặc châu á như mình mà những cái nước đấy nó thời tiết của nó nó rất là rất là ổn định đó nó không thất thường như ở mình thành ra là người ta sử dụng rất nhiều gân mút xốp nhiều các bác và một cục xốp này như các bác biết là bên em đang để với mức giá rất rất là tốt là các bác biết là 4 triệu 600 nghìn nhưng mà ngày hôm nay thì em có cái cục này là cục hoàn đơn đó cục này là cục hoàn đơn nó sẽ bị một vài vết như thế này một là bị vết ở đây này đó hai là cục này thì như cục này thì đằng sau này nó cũng bị một vết đây bác chưa đó nó bị một vết ở bên chỗ này đây một vết này nữa đấy bị hai vết như thế này thì ngày hôm nay thì duy nhất một cục này cục dưới nó cũng sẽ bị một vài điểm nhưng mà nó không nặng như con ở bên trên à, cục dưới cũng bị một vài điểm thì con bên trên này ngày hôm nay thì em cũng sẽ xả hàng cho bác luôn xả hàng giảm giá bình thường bán 4 triệu 6 thì riêng con này ngày hôm nay thì xả cho bác xuống chỉ còn 4 triệu 200 nghìn đồng thôi để cho bác 4 triệu 1 bốn triệu mốt bao cước bao vận chuyển cho bác luôn nhá em xả nó con kia con kia nó chỉ bị ở bên ngoài thôi bị ngoài vỏ thôi chắc chắn là nó không một cái vấn đề gì cả không bị một cái vấn đề về chất âm cả nó chỉ bị ngoài vỏ mà nhất là đằng sau nữa em nghĩ là các bác sẽ không chúng ta sẽ không để ý đến chúng à, ta sẽ không để ý đến cái vấn đề đằng sau thì chủ yếu là nhìn mặt đằng trước thì các bác nhìn thấy rồi mặt đằng trước của nó thì rất là lành lặn luôn không có một vết gì luôn kể cả mặt trên mà dưới nó rất là hoàn hảo luôn chỉ có mặt sau thôi và những con súp này các bác có thể để cạnh tường thì em nghĩ nó dường như là hoàn hảo các bác nhá, đấy không một vấn đề gì cả, 4 triệu một trăm nghìn đồng bao ship mà em vẫn sẽ tặng các bác dây rắc này đầy đủ cho tất cả các bác nhá. Còn bên dưới này thì nó cũng sẽ bị một vài điểm như thế này, đấy một vài điểm phía mặt đằng sau cũng bị một chút, thành ra là em cũng sẽ đồng giá cho bác là bốn triệu mốt Bác nào đang có nhu cầu sắm con giờ CF các bác nhớ bảo em nhé, không là em sẽ báo là sang con sút giờ sẽ hàng uh, những con này là hàng đẹp luôn, thì giá nó lên quanh tầm bốn triệu sáu các bác nhá. Còn những hàng mà nó vỡ, uh, vỡ viết hoặc là nó sứt mẻ một chút rồi thì em sẽ để cho bác giá bốn triệu mốt thôi, rất là bình dân và vẫn tặng cho bác dây rắc đầy đủ như thế này luôn các bác nhá để các bác sử dụng đó à, giờ cf dòng này sẽ là sử dụng là bát 30 mươi côn bảy từ là từ 190 các bác nhá côn 76 từ 190 à, sử dụng nguồn xuyến đồng 100 phần trăm các bác sử dụng nguồn xuyến đồng 100 và dòng sản phẩm của Italy các bác nhá dòng sản phẩm của Italy con này thì sẽ đầy đủ các tần này tăng giảm volume này đảo pha này đầy đủ từ A đến Z hết line in line out uh, line in này các bác nhá đường line in và line out à, theo đường rác ba chân cũng như là đường line in theo đường uh, rắc hoa sen Đấy, công suất của nó loanh quanh đến 1.000W cơ 450 đến 1.000W công suất của nó Giải tần của anh, như các bác cũng em nói từ 20 hẹp Đánh rất là sâu xuống 20 hẹp luôn Đến 700 hẹp Con này đánh giải tần vừa sâu vừa rộng các bác nhé Đấy, độ nhạy 90, 90 dB độ nhạy rất là cao à, Của súp là độ nhạy 90 dB là rất là cao các bác nhé Và cái, à, uh, cái, 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 con này thì được cái là trở kháng của nó là 8 ôm Rất là dễ phối ghép, được chưa ạ Và nguồn xuyến đồng này các bác Đấy, Rất là ngon, sử dụng nguồn điện 220V các bác nhé Dòng của Italy, rất là ngon là cành đào luôn Đó, à, 4 triệu 100 nghìn đồng Bác nào bổ kết dòng sản phẩm này Quánh ngoài trời hay là không gian gia đình thì cực kỳ hợp lý luôn Các bác chơi hai con này thì quá ngon luôn Giá rất bình dân Đấy, 4 triệu mỗi một con các bác nhé Ok, ở clip và video lần này thì em mang đến cho các bác Chỉ có một vài dòng thiết bị 1, 2, 3 4, 5 sản phẩm Nguồn xuyến đồng, các bác nhé, con này cũng nguồn xuyến đồng đấy Chứ không phải đâu, đâu, các bác nhìn này Đây này, con này cũng sử dụng nguồn xuyến đồng 100% này Đấy, sử dụng nguồn xuyến đồng Hàng Made in order, sử dụng nguồn xuyến đồng 100% Chứ không phải là nguồn vuông các bác nhé Đó, ok, clip của em đến đây là kết thúc Bác nào đang quan tâm bất cứ một dòng sản phẩm nào Thì có thể là liên hệ sớm cho em để chốt hàng các bác nhé Giá cực kỳ bình dân và giá rất là rẻ rồi Được chưa ạ, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác Trong những video và clip lần sau, xin chào